Ngày 10 tháng 10 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Tế tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã Dĩnh Tế, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, năng suất đạt từ 5 đến 6,5 tấn một hectare, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát tốt, thu ngân sách đạt 72%, về xây dựng nông thôn mới, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao các lĩnh vực văn quá xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện tốt, các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tăng cường tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh theo mùa, nhất là dịch sốt xuất huyết, đời sống tinh thần của nhân dân nâng cao, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác giải quyết khiếu nại tiếp công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban ngành, hội đoàn thể bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu để triển khai thực hiện đạt kết quả, tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng đất đai, tài nguyên môi trường, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, nâng cao và duy trì tốt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, đảm bảo đạt chỉ tiêu đã đề ra, góp phần giữ vững tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tăng cường an ninh trật tự tuyến biên giới để mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.